người làm lại. Đây, B1 của mình 0 4, B2 1 10, B3 3 8, B4 5 5. Rồi mình giải với quy bằng 3. Mình sẽ giải là R R với quy bằng 3. Như vậy các bạn sử dụng hai, một cái là các bạn có sơ đồ gân, một cái là các bạn sử dụng hàng đợi. Như vậy thì trong bài tập, nếu như các bạn làm trên giấy á, thì các bạn cái hàng đợi này bạn không cần đưa vô, bạn làm nháp được rồi. Còn nếu như không thì bạn đưa vô cũng được. Rồi, chúng ta có thời điểm đầu tiên là 0, B1 vào hàng đợi trước. Thời điểm 0, B1 vào hàng đợi. Lúc này chỉ có một mình B1, cho nên chúng ta đưa B1 vào xử lý. Và với quan tâm là 3, thời gian yêu cầu là 4, cho nên chúng ta xử lý một quan tâm thôi là 3, bắt đầu từ 0. Được chưa? Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ có là B2 vào từ thời điểm từ 0 đến 3. Thì có B2 là vào thời điểm là 1 nè, thì B2 nó sẽ vào hàng đợi. Và thời điểm 3 thì B1 quay về. Như vậy cái B3 sẽ vào trước, vào trước khi quay về. Như vậy B3 vào, rồi lúc này B1 mới quay về. Như vậy chúng ta đang xử lý hàng đợi xong. Và B1 này xử lý xong chúng ta bỏ đi. Bạn nào hay quên á, thì chúng ta ghi trên đầu này, B1 hiện nay có nhu cầu là 4, B2 là 10, B3 là 8, và B1 lúc quay về này là còn mấy? Còn 1, ghi ở đây. Và tiếp theo chúng ta xử lý B2, trong hàng đợi là B2 tiếp theo. Vậy chúng ta đưa B2 vào đây, xử lý cho đến đến mấy? Đến 6. Và lúc này từ 3 cho đến 6 thì có B4 vào, tại vì B4 vào thời điểm là 5, cho nên B4 vào đây. Và B4 đang có nhu cầu là 5. Được chưa? B4 đang có nhu cầu là 5. Và chúng ta sẽ sử dụng là tiếp theo là B2 xử lý xong rồi. Vậy B2 nó còn mấy? 7. Là B2 quay về cái đã. Rồi bỏ B2 này đi. Tiếp tục xử lý B3. B3 có nhu cầu là 8, thì chúng ta xử lý nữa là 3 là 9. Vậy chỗ này B3 hết và B3 quay về. B3 còn 5. Chuyện gì? B3 còn 5. Được chưa? Đến B1. B1 bây giờ còn có 1 thôi, cho nên nó xử lý đến 10. Và B1 có quay về nữa không? Hết rồi. B4, B4 đang còn là 5, thì chúng ta xử lý 3 nữa, 13. Và B4 quay về. Lúc này B4 còn mấy? Còn 2. B4 còn 2. B2 còn 7, cho nên nó xử lý 3 nữa là 10, 16. Được chưa? Xử lý 3 nữa là 16, thì chúng ta sẽ có là B2 nó sẽ quay về. Còn mấy? Còn 4. Tiếp tục B3. B3 xử lý là 5, thì nó cần xử lý là 3, xin lỗi, 10 19, xử lý 3 nữa là 19. B3 quay về, còn 2. B4 còn 2, xử lý đến 21 hết. B2 còn 4, mà chúng ta chỉ xử lý 3 thôi,
là 20 24, vậy B4 quay về đây. Còn 1 B3, còn 2 là 20 6, B3 hết và B4, à B2 quay về, sorry, B2. Như vậy chỗ này là 20 7. Như vậy chúng ta có tương tự xử lý là như thế. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Dễ ha.